Hi, em xin mến chào quý vị. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của em. Thì ngày hôm nay em xin mến chúc quý vị có những giây phút vui vẻ khi nghe những cái clip kể chuyện của em. Thì đến với những cái mẫu chuyện hôm nay, em xin phép gửi đến quý vị câu chuyện nói về cô Năm quá chồng và chú Chín quá vợ. Tới nái, tới lu bất tài ơi. Thì đây là một cái mẫu chuyện mà nó chuyện tình nó éo le, nó chéo que. Thì gặp em á, thì em cũng không biết là phải gọi làm sao nữa. Em xin phép được mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe cái câu chuyện này. Và xin quý vị để lại cho em những lời bình luận khi mà xem xong clip này nha quý vị. Tại vì cái câu chuyện này nó éo le dữ lắm luôn. Thì câu chuyện như thế này là có một cái chú Chín. Cái ông chú Chín này là năm nay cũng khoảng chừng 60. Ổng có một cậu con trai mà ông này ổng định cư ở Mỹ. Mà cậu con trai thì còn ở Việt Nam. Thì ổng thường hay gửi tiền về cho cậu con trai này làm ăn và rất là khấm khá, rất là thành đạt, làm chủ một cái chỗ sản xuất quần áo rất là lớn, hay còn gọi là giám đốc tập đoàn đó quý vị. Thì rất là thành công, là cái thằng con trai của ổng là thành công dữ lắm. Còn ông chú Chín này ổng cũng về hưu rồi, ở bên Mỹ cũng như sáu mấy về hưu. Thì ổng là vợ mất sớm, mất cũng cả chục năm nay rồi, thì giống như ổng cũng cửng cửng tuổi rồi, cũng có thành công sự nghiệp đầy đủ rồi, giờ cũng đủ tuổi về hưu rồi, cho nên ổng muốn là coi như là đi về quê Việt Nam để mà cưới vợ. Kỳ này ổng muốn cưới vợ, ổng hồi sinh quý vị. Thì khi mà ổng đi về Việt Nam á, thì con trai thì thành đạt rồi, ổng thì có nhà có cửa có cơ ngơi hết trơn à. Cho nên là người già thường á, khi mà người ta về hưu á, thì người ta rất là chăm sóc cho sức khỏe của mình, cho nên là ổng hay tập dưỡng sinh lắm quý vị, tập dưỡng sinh mà hay đi ra ngoài công viên để tập này nọ kia đó. Thì tình cờ ổng đương chạy bộ tập thể dục lúc 5 giờ sáng thì ổng gặp một cái bà này gọi là cô Năm, mà bà này bà quá chồng, mà bà này bà tao nói bốn mấy tuổi, bà đẹp, bà tao nói bà ngót luôn, đẹp lắm, bốc lửa luôn, nhìn một cái là coi như là đàn ông mà chết mơ chết mệt luôn vậy đó. Thì ổng cũng để ý bà cô Năm này, bà cô Năm này thì thấy ổng này thì cái tướng ổng ngon lành, ổng tập thể dục, mà ổng bên nước ngoài về ổng trắng bóc à, mà ổng bận đồ sạch sẽ sang trọng nữa. Thì bà mới hỏi thăm, thì hai người vừa chạy bộ vừa nói chuyện, thì từ từ nó có tình cảm, chạy từ ngày này sang ngày kia thì hai người trở thành đôi bạn tri kỷ hồi nào không hay. Thì bà này bà chủ động, bà mới mời ông Chính này về nhà bà chơi, để mà anh Chính ơi, tôi với anh á là thì chạy bộ hổm rày thì tôi cũng mến anh, thì tôi cũng muốn làm bạn với anh á, tôi muốn mời anh đến nhà tôi để ăn một bữa cơm, giống như là mình làm quen với nhau vậy đó, trước lạ sau quen. Thì tôi giới thiệu cho anh là tôi ở nhà tôi cũng có đứa con gái nữa. Thì đứa con gái của bà này năm nay 25 tuổi, mà ông Chính này thì ổng nghe vậy thì ổng cũng tới nhà bà này đi, mà để mà đi chơi đó, để biết nhà của cái bà Năm này, với ổng cũng để ý bà. Nhưng già đâu, ổng tới nhà bà Năm á thì ổng lại quay đầu xe lại, ổng mê đứa con gái của bà này. Trời ơi, đứa con gái bả 25 tuổi mà nó đẹp, trời ơi, con gái nó mới lớn, trời ơi, dòng thứ nó đẹp, chịu gì đợi gì nổi. Ta nói là có một cái sức hút mà tiếng sét ái tình đó, nó xẹt một cái rẹt là ở nó, ổng chết mơ chết mệt, ổng thương cái đứa con gái mà ổng quay đầu xe 180 độ, ổng không thương bà Năm mà ổng quay thương đứa con gái, mà đứa con gái nó lại thương ổng nữa, mới ghê chứ. Tại vì nhìn ổng với nó đó là coi như hai người có sự chênh lệch tuổi tác, nhưng mà cái làn da của cái người mà sống ở nước ngoài lâu năm đó, nó cũng giống như là một thanh niên mà bốn mấy tuổi vậy đó, ba mấy 40 vậy đó, không có sự lão quá nhiều, cho nên là không có khoảng cách xa, cho nên hai người cũng như đá long nhiêu cạch cạch là coi như là tới luôn đó. Thì hai người tới với nhau là muốn là coi như là cưới nhau, thương quá thương đứa con gái của bà này. Rồi cái bà Năm đâu có chịu, trời, mới đầu hai người để ý nhau tập thể dục chung, mà bây giờ ông quay đầu xe là ông cưới con bà này, bà đâu có chịu. Nhưng mà ổng có tiền, thấy không, ổng muốn cưới vợ, thấy không, ổng muốn cưới vợ trẻ, mà cái cô này thì cũng lại thích lấy chồng mà lớn tuổi một chút mà được đi Mỹ nữa, cho nên là hai người coi như không cấm cản được. Thì bà Năm bả đành bó tay, bả đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Thế là ổng làm đám cưới, ta nói lớn nhất cái khu vực kìa luôn, tại vì con cũng làm giám đốc mà. Cho nên là hai người sống với nhau, tao nói hả, được khoảng chừng tháng trời thì kỷ niệm ngày cưới, tại vì có tiền là chơi à, có tiền là cứ mình cứ kỷ niệm ngày cưới riết riết vậy đó. Thì hai vợ chồng hả hạnh phúc quá đi. Thì cái ngày hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, thì ông này ổng mới kêu đứa con trai ổng lại để ăn cái ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng đó. Thì cái bà Năm này bả lại đi đến đây, bả bắt đầu là bả bận đồ, tao nói bén ngót bốc lửa, trời ơi, bận đồ tao nói mỏng xuyên thấu luôn, như là ca sĩ người mẫu rồi đó. Ai mà biết bả là bả với đứa con gái bả nhìn y như là hai chị em quý vị.
Thúy Ngân, Thúy gì, Thúy Vân, Thúy Kiều vậy đó. Trời ơi đẹp, người đẹp chín người đẹp 10 luôn. Thì đứa con trai của ông này năm nay cũng bốn mấy mà chưa có vợ, trai tân lỡ thời. Thấy cái bà này, cái hai người tự nhiên cái đá lòng nhau, tự nhiên cái là thích nhau luôn. Trời ơi, à, cái anh kia tự nhiên ảnh mê cái bà Năm này quá trời, ảnh nói là con muốn cưới bà, con muốn cưới cái cô này, con yêu cổ. Trời ơi, ông Năm này ông đâu có chịu. Ông nói trời, giá như hồi xưa mà nếu như mà bà Năm này bá mà chịu đâu có được, thì mình cưới gái bả, mà bây giờ cái thằng con của mình nó lại đòi cưới bả nó, thì mốt biết kêu nhau là cái gì. Thì ông này ổng không cho, thì bả Năm này bả mới tức, bả mới nói chứ hồi xưa ông á, đang quen tôi cái ông quay đầu xe lại ông cưới gái tôi mà tôi cũng phải đồng ý, tại vì tôi thấy hai người thương nhau, tại sao bây giờ ông lại ngăn cản tôi. Thì nói cũng có lý, cho nên là ông này cũng không có cái cách gì để mà cản cái mối tình này hết. Thế là hai người bắt đầu là coi như là làm đám cưới luôn. Thì đám cưới xong là coi như bây giờ ông này thì ông lấy đứa con gái bà Năm, bà Năm thì lấy đứa con trai của ông Chính, chéo ngoe quý vị. Trời ơi, xong rồi một thời gian sau là hai hai bên hai cặp này là có bầu luôn, bà Năm có bầu rồi, đứa con gái bà có bầu. Thì là hai bên gia đình tao nói sau này họ đang lo lắng một cái vấn đề này nè, quý vị thử nghĩ giùm em coi. Cái bà Năm này nè, bà đó bà kêu là bây giờ con tôi đẻ ra, bây giờ nó tôi với con trai ông có bầu với nhau, giờ đẻ đứa con ra, bây giờ ông lấy con gái tôi có đứa con, vậy giờ mai mốt nó kêu ông là gì, mà bây giờ con của ông á với con gái tôi nó kêu tôi là gì, này nó hơi bị rối nha quý vị. Chắc là giờ con của ông Chính này á với đứa con gái của bà đó thì chắc là phải kêu là bà ngoại, kêu bà Năm là bà ngoại. Còn nếu mà con của cái ông Khúc này nó hơi bị khùng nha quý vị, hơi bị rối nha. Bây giờ con của bà Năm với lại cái thằng con trai của ổng á, sau này phải gọi ông Năm là gì? Đó, nó vui á thì nó kêu bằng ông nội, mà nó buồn buồn á thì nó kêu bằng gì quý vị? Quý vị thử tính giùm em đi, chứ cái khúc này là nó rối trí dữ lắm luôn, tới luôn mất tài ơi quý vị ơi. Trời ơi trời. Nói thiệt quý vị á, trong cái tình yêu á thì nó không có biết đúng là sai hết, nhưng mà khi mình cưới nhau về đó thì nhiều khi gặp những cái tình huống nó chớ trêu, nó éo le, dở khóc dở cười vậy nè, khiến cho hai bên nó cũng khó mà giải quyết được. Bây giờ cái vấn đề là bây giờ phải gọi là cái gì, bà Năm bà phải gọi ông Năm là cái gì đây, con rể hay là gọi là xui gia hay làm sao đây không biết nữa quý vị. Cái chỗ này nó hơi bị rối quý vị ha. Thì quý vị để lại cho em những cái lời bình luận, xin quý vị để lại cho em những lời bình luận để em biết được là cái câu chuyện này nó sẽ đi về đâu, phải kêu như thế nào cho đúng. Và quý vị, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những cái clip tiếp theo nha quý vị nha, xin chào.